Xin kính chào quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ với luật sư Matthew. Hôm trước thì quý vị đã nghe một đề tài liên quan tới lĩnh vực EBT. Hôm nay chúng ta sẽ gặp ông và nói chuyện về L1 Dũng cùng với luật sư Matthew đang có mặt tại văn phòng ở tại Sài Gòn. Và hôm nay thì Dũng vừa với vai trò là cameraman và vừa là người phỏng vấn. Xin chào quý vị. Okay, my friend, my old friend, we meet again. Thank you. It's good to see you. Good, good. Welcome to my home in Saigon. Oh, how's the weather? It's still a little wet, and I feel funny to say it was another cold morning today. You should get used to the Vietnam weather by now. That's surprising. What I'm saying, it's cold weather, you know. It was all the way down to 26. For me, as a typical Californian, I'm just spoiled. I mean, like anything under 75 is too cold, and above 75 is too hot. We have our comfort zone between 70 and 75. So, hôm nay Dũng trở lại văn phòng ở Sài Gòn để gặp luật sư Matthew và chúng ta nói chuyện về lĩnh vực L1, đầu tư định cư. Hồi xưa thì mình hay nói cái chữ đầu tư mình nghe nó xa xôi, nhưng mà thực sự bây giờ trong cái thời buổi này, chúng ta cũng thấy Mỹ và Việt Nam đã giao thoa và vấn đề phải nói là ký cái là hợp tác toàn diện. Thì có vấn đề mà con em chúng ta đi du học nè, doanh nghiệp ở Việt Nam mở công ty ở bên Mỹ hoặc công ty ở bên Mỹ về Việt Nam làm việc hoạt động, nó là trở một cái chuyện bình thường, tại vì Việt Nam, cái kinh tế Việt Nam và kinh tế của Mỹ là gắn liền với nhau, và nước Mỹ là luôn là như thế. Những người nào mà hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ thì họ coi như là một đồng minh của Mỹ, cho nên khi mà chúng ta nghe nói đầu tư định cư, không hẳn đây là những người phải đi Mỹ mà sống như là chúng ta đi di cư như gia đình Bảo Lãnh, mà là chúng ta tận dụng những cái luật pháp của Hoa Kỳ cho mình, dành cho những người nằm ở trong cái diện mà chúng ta nói chữ đầu tư định cư. Định cư đây là cái thẻ xanh để chúng ta hưởng được những cái quyền lợi, cái xã hội luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Thì ông luật sư Matthew này với 40 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đầu tư định cư, nhất là về bên di trú, ông sẽ giúp chúng ta để mở ra thêm ngày hôm nay một cái đề tài rất đặc biệt mà Dũng hân hạnh đã làm việc với ông mấy năm qua. So let's get back today and use your expertise, 40 years plus. You're not that old, man. You 40 years, nói là ông nhìn 40 năm kinh nghiệm, nhìn ông không có già lắm, đúng không? Mà là 40 năm kinh nghiệm. In Vietnam or in America, we never ask a person's age, but in Vietnam, they'll ask your age all the time. Ở Mỹ thì có cái văn hóa là gặp người nào không có được hỏi tuổi họ. Nhưng mà Việt Nam mình thì thân mình hay hỏi. So, you've been practicing law since 1994? 1984. So 40 years, man. So today we're going to talk to the audience regarding L1. So could you please tell the audience a little bit about L1? What is it about? What's the L stand for? Most of the time you hear about EB, employment base, 1, 2, 3, 4, and 5. What is the L? What's the letter L stand for? Cái diện, hồi xưa thì chúng ta nghe diện đầu tư định cư 1, E1, EB1, EB2, 3, 4 và 5. Nhưng mà diện L1 là gì? Mình nhờ luật sư giải thích. In US immigration law, you could divide the immigration into two main areas. Okay. We have permanent residence or immigrant visas. Okay. And we usually refer to those as FB or EB, okay. Family-based immigration, employment-based immigration. These are all ways to get a green card. Okay. The other area are non-immigrant visas, like tourists, students, temporary workers. Okay. These all start with letters of the alphabet. So okay. For example, the A-1 visa, okay, is for ambassadors and consular staff from foreign ministry. Okay. B-2 is the tourist visa. B-1 is somebody coming to attend business meetings, negotiate contracts. So they all have letters of the alphabet like the L visa. Okay. You ask where it comes from? Well, the answer is a little bit boring. Okay. It comes from the Immigration and Nationality Act.
Okay. Section 101A15A is the A visa. 15L is the L visa. Okay. So that's where the L comes from. Rồi, ông nói là cái diện, mỗi cái diện mà chúng ta định cư ở Hoa Kỳ đó, là khi chúng ta nghe chữ định cư thì chúng ta nghe cái vấn đề là có thẻ xanh đó, thì nó thường thường nó đến từ hai cái chữ cái đầu, nó sẽ cho mình biết là theo diện nào. Chẳng hạn như là family là gia đình thì nó có chữ FB, family base. Còn cái diện mà EB là employment base, là có nghĩa là đầu tư theo diện lao động và là đầu tư. Còn cái L1 á, nó không phải là diện đầu tư định cư, nó đến đấy với tính cách là chúng ta đi làm việc. Cho nên thành ra khi mà chúng ta đi làm việc, sau đấy chúng ta mới chuyển qua từ cái diện không định cư thành định cư. Cho nên thành ra là ở trong cái dự luật mà đưa ra là nó giúp cho những người chẳng hạn như là diện visa mà A, nó có chữ A đứng đầu là ambassador dành cho ngoại giao. Và chẳng hạn như là chúng ta nói là B1, B2 là dành cho những người du lịch và những người doanh nhân đi đi giống như là khảo sát, tham khảo thị trường. Còn cái L1 là chúng ta vào Mỹ với tính cách là visa của một người đi hoạt động công việc, đi làm việc. Sau đấy nếu mà chúng ta muốn chuyển diện thì chúng ta sẽ chuyển lại từ cái L1 qua bên cái thẻ xanh. Khi nào mà chúng ta định cư lại thì bắt đầu nó mới đưa qua chúng ta qua cái thẻ xanh. Ok. For L1, is it very popular in Vietnam? I heard a lot of Vietnamese more into EB5. How come we haven't heard about L1? What do you think the reason? Dũng hỏi ổng là ở Việt Nam là Dũng nghe người ta nói nhiều về trong cái lĩnh vực là EB, EB5. Ít có nghe vấn đề L1. Tại lý do tại sao? It's a good question. And it's one that I've been asked before. When I first started working with people from Vietnam, in Vietnam in 2014, it was always common that people wanted to talk to me about EB-5. Okay. At that time, Vietnam-born people were the second largest group of people applying to immigrate to U.S. through EB-5. Only China had more people trying to immigrate to U.S. through EB-5. So some people would say, wow, it's so popular. It must be so good. Okay. That's not right. EB-5 is a good program for some people. But if you look at how long it takes, if you look at how much it costs, if you look at the high percentage of cases that are denied or have processing delay, then it's easy to see that EB-5 generally is not as good as L1 and the related green card category, EB1C. Okay. Ông nói là lý do mà tại sao cái EB5 nó nổi tiếng ở Việt Nam, tại vì nhiều năm nay so với cái hạn ngạch cho EB5 đó, thì Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhì sau Trung Quốc để mà đi theo cái diện đầu tư định cư vào Mỹ. Cho nên thành ra nhiều người cho rằng nhiều người nộp đơn cho cái diện này thì chắc là cái diện này nó tốt, cho nên thành ra là ít có ai để ý tới mà nhắc tới cái diện L1. Nhưng mà ông nói đó, EB5 thời gian chờ đợi lâu hơn, thứ nhì nữa là tiền đầu tư cao hơn nhiều, và thứ ba nữa là cái tỷ lệ, cái xác suất mà bị đánh rớt hồ sơ rất là cao so với lại L1. Cho nên ông cho rằng là nếu mà có nhiều người muốn theo cái diện đầu tư định cư thì nên chú tâm tới cái diện L1. So given that, and sorry to interrupt, but to really continue to answer your question, EB-5 is expensive. EB-5 is used by American developers with large projects that require multi-million dollars worth of investment. Okay. They need many investors. They spend a lot of money promoting. The first trip that I made to Vietnam was with a group that was interested in promoting EB-5. And so as a result, people who are going to seminars at hotels and conference halls, they see EB-5, EB-5, EB-5. That's all they learn about. Okay. That's a good point that you bring up. Ông nói đó là thường thường EB-5 đó là chủ của một cái dự án. Họ làm một cái dự án rất là nhiều tiền, thay vì họ vay mượn của ngân hàng thì họ kêu gọi vốn đầu tư. Cho nên những cái dự án này nó lên tới bạc triệu và bạc tỷ.
Cho nên thành ra là họ bỏ tiền vô để họ quảng cáo, họ quảng bá cái chương trình EB5 qua những cái buổi mà hội thảo, seminar ở Việt Nam. Cho nên thành ra nhiều người đi tham dự vào những cái hội thảo, thì khi chúng ta nghe cái gì nhiều đó thì chúng ta nghĩ cái đấy là tốt nhất. Cho nên thành ra là lý do tại sao mà EB5 nó được hình thành, nó phổ biến ở Việt Nam hơn so với lại cái L1. I just mentioned that point that you brought up. I mean, there are some people where EB5 is the best solution. What I always think is important is to have a discussion with the family to know what their goals are. What do they want? Then we can talk about the different visa categories. So we don't start by talking about EB5. We start by talking about, do you want children to go to school in the U.S.? How old are your children? Do you want to do a business in the U.S.? Or are you ready to retire? Who's going to be immigrating to the U.S.? Ông nói không phải là người khách nào cũng thích hợp với lại EB5, cho nên thành ra khi mà bên nhân phòng đang ngồi nói chuyện với khách hàng, thì ông sẽ hỏi là quý vị có con, giờ có muốn dự định cho con mình đi du học hay không? Mình đầu tư ở Mỹ với tính cách là mình muốn qua Mỹ để mình về hưu, hay là mình có một cái doanh nghiệp mình muốn mở chi nhánh ở bên đấy, vân vân, để mình đo đi đóng dạy, mình biết coi người khách cần cái gì, cái nhu cầu gì, rồi bắt đầu mình mới cho họ biết cái diện nào nó thích hợp với họ. Chứ ông gia phòng của ông không có phải là cứ là chuyên về EB5. Khi mà chúng ta chỉ bán một cái sản phẩm nào thì chúng ta luôn nói về cái sản phẩm đấy, thì ý của ông nói là như thế, là ông đo đi đóng dạy, ông coi coi khách của ông cần cái gì. Khi lắng nghe khách hàng của mình rồi và mình bắt mặt được họ cần cái gì thì mình đưa cái sản phẩm đấy. Okay, now let's talk about, you say expensive, time constraint, and also deny rate is very high for EB5 compared to L1. So L1, is since it's not starting with an E, so it's not for you to kind of reside in the United States on a permanent level. Yes, you're right. The L1 is a non-immigrant visa. It's a temporary visa. So you could think of it more as a stepping stone for the family to immigrate to the U.S. Because there are no quota or numerical limits on the L1, that means as fast as the U.S. Immigration Service, as fast as the U.S. Consulate in Hanoi and Ho Chi Minh City issue the visa, the family can come to the U.S. Typically, that's about 3 months. Wow. 3 months, children can go to school like local children. Wow. Both the mother and the father have permission to work in the U.S. Okay. So even though the family doesn't have the green card yet, they have most of the same benefits that a green card holder would have. Mm. The EB1 green card category, EB1C in particular, has requirements that are virtually the same as the L1. And so that L1 approval really works as a way to show that the government has already acknowledged we meet the requirements immigrate through EB1C. The two main reasons why we don't just say do L1C, skip L1. Okay. The EB1C, like other immigrant visas, is subject to numerical limits, to quotas. So there would be a longer waiting time before the people could come to the U.S. The second thing is the L1 is available for people coming to work at new companies in the U.S. as well as established businesses. The EB1C requires that the company in the U.S. be regularly and continuously doing business for the full 12 months before the EB1C is filed. So if you are investing in a startup, you really want to have the L1 in order to come to the U.S. and start up the business. Even if you are acquiring an existing company, you probably want to have permission to come to the U.S. in order to help lead and manage that company, protect your investment. Okay, let me pause there, because you give me a lot of information. Please. Ông nói là cái diện L1 á, tuy là nó không có phải là bắt đầu như là cái những cái diện diện khác mà chúng ta nghe chữ EB. EB á, là chúng ta đi là định cư luôn.
Còn cái L1 á, tuy nó nói là không phải là định cư, nhưng nó là cái bước để mà là cái bệ phóng cho chúng ta tham khảo làm việc ở bên Mỹ, và sau đấy để chúng ta quyết định là chúng ta có muốn ở lại hay không, thì chúng ta chuyển qua cái diện mà định cư lại. Nhưng không phải gì đấy mà nó không có những cái quyền lợi, cũng giống như một cái người có cái thẻ xanh chẳng hạn, như cái 3 tháng là chúng ta cả gia đình có thể có visa đi Mỹ nếu mà chúng ta làm theo diện L1, và con cái của mình qua bển cũng học giống như là một người mà được có cái thẻ xanh, như là một người thường trú dân, học miễn phí những cái trường mà chúng ta nói là trường công chứ không phải trường tư. Trường tư dĩ nhiên là cũng giống như là chúng ta ở đây, chúng ta học trường tư chúng ta phải đóng tiền, còn trường công ở Mỹ thì khi đến đấy con cái mình được học miễn phí. Những người mà bố mẹ đến đấy vẫn được đi làm như một người bình thường. Và ông nói đó là nó không có hạn ngạch, cái L1 nó không có hạn ngạch, chẳng hạn như là những cái gì khác nó có hạn ngạch, nó có quota. Cho nên chẳng hạn như bây giờ như bên ông nói đi, là một cái EB3 mà skill là có tay nghề nó một năm nó cấp 10.000 cái, nhưng mà tới 100.000 người nộp đơn. Vậy thì mỗi năm như vậy nó cứ tồn động là tồn động, thì cái số lượng tồn động nó kéo dài cái thời gian giải quyết hồ sơ. Còn cái L1 nó không có cái hạn ngạch, nó không có cái quota, cho nên cái lợi thế nữa. Thì ông mới nói là chỉ có 3 tháng thôi là có visa đến Mỹ và nguyên cả gia đình đi, bố mẹ, con cái nếu dưới 21 tuổi được đi chung với bố mẹ và qua đó được đi học miễn phí. Cho nên ông nói là đây là một trong những cái lợi thế của cái L1. Và sau đấy, sau 2 năm, nếu mà chúng ta đến Mỹ rồi chúng ta đi học, đi làm và chúng ta muốn quyết định định cư lại, thì lúc đó chúng ta chuyển qua cái EB1C, có nghĩa là từ cái visa L1 chúng ta chuyển qua cái EB1C thì chúng ta có thẻ xanh. So how long before they can convert from L1 to EB1C? What's the time period? You say they have to work for a company or operate a company for 12 months, continuous month. Well, let's talk about that requirement. Okay. So there are you know, other requirements for L1 and EB1C that are exactly the same for those two visas. This is the one requirement that's different. So as I said before, the L1 can be a brand new business, which the government would call a new office. Okay. And it really means any business that has not continuously, regularly, and systematically carried out business operations in the U.S. for the 12 months before you file. Okay. The EB1C would mean then that the company in the U.S. must have continuously and regularly carried out business in the U.S. for at least the 12 months before you file. So for example, if you bought a company in the US that already existed, maybe for 10 years, but for the last 12 months has been inactive because the owner just wanted to sell it, they no longer had employees, that would still be treated as a new office. On the other hand, if you acquired an existing business with employees, with operations, with bank accounts showing regular activity, payroll regular for the last 12 months, you could immediately file. Right, EB1C. Yes. Now, because of the numerical limits, you wouldn't come to the U.S. as quickly. I have a case that I'm working on right now. So that's why you want to do the L1 visa when you're in Vietnam. When you wait until you get to the next day, then file for the EB1C. Correct. So don't do the EB1C when you're in Vietnam, because the time waiting time is going to be much longer. Because now you fall under the quota for EB1C. So the short answer to your question is yes. Okay. But there can always be exceptions. And that's why it's important for families to talk with a lawyer like me about the specific needs of their Perfect. Case. If you want to take a minute to explain to people in Vietnamese, and then if we have time, perhaps I can use an anecdote, an example, that gives a very interesting way to solve this problem. Okay. Mới nãy Dũng có nói đó, ông nói là về cái diện này đó, là 3 tháng có visa cho gia đình, bố mẹ, con cái dưới 21 tuổi đi qua Mỹ, làm việc, đi học miễn phí, v.v. Và ông nói là khi mà chuẩn bị tới thời gian để chuyển diện đó, để chúng ta chuyển từ cái visa làm việc và qua cái thẻ xanh đó, thì
ông sẽ tư vấn. Và bây giờ chúng ta muốn biết thêm về cái gì này đó, gọi cho Mr. Khôi 0814 762 862. Quý vị nào chưa có giấy viết thì Dũng đọc chậm lại một lần nữa để cho quý vị viết xuống nhé. Và trong cái video này Dũng cũng sẽ để số điện thoại của Mr. Khôi 0814 762 862. Please get a pen and paper to write down Mr. Khôi's number. Also, I will have his number on this video for you to kind of call him. And if you have more questions, yeah, he will be able to clarify. And before Matthew will go into more detail about the exception, quý vị viết xuống giấy bút nha. Số điện thoại của Khôi là 0814 762 862, 0814 762 862. Nói là anh Khôi, tôi muốn hỏi anh về diện cái L1 đầu tư ở Mỹ mà luật sư Matthew có nói trên chương trình anh Dũng Taylor là chỉ có 3-4 tháng sẽ có visa vào Mỹ và con cái được đi chung với bố mẹ, con cái dưới 21 tuổi, và qua đó được hưởng quyền lợi giống như một người có thẻ xanh, thì Khôi sẽ tư vấn cho quý vị nha. Now let's go to the antidote. How do you get around? Bữa nay ông có nói, Dũng có nói với ông nói tại sao mà làm cái L1 từ Việt Nam nó nhanh vậy, vì nó không có hạn ngạch, cho nên thành ra 3-4 tháng là gia đình có visa qua Mỹ. Khi qua đó chúng ta làm việc hay là chúng ta hoạt động cho một cái công ty 12 tháng liên tục, sau đó chúng ta chuyển từ cái visa làm việc qua cái thẻ xanh. Thì khi mà chúng ta chuyển qua cái thẻ xanh thì nó là diện EB1C, thì lúc đó nó rơi vào cái hạn ngạch. Còn nếu mà từ Việt Nam mà chúng ta xin cái thẻ xanh từ Việt Nam thì nó sẽ chẳng hạn như cái EB5 đó, là chúng ta xin cái thẻ xanh từ Việt Nam cho nó lâu hơn là cái L1 là như thế. Now let's go to your example of some of the exceptions. So let me start by saying that when I ask people what their goals are, almost everyone will tell me one of their top goals is their children being able to live, go to school, and ultimately have a career in the U.S. Okay. So, children. Business is important because it supports the family, but the children are often the driving force bringing the family to the U.S. Okay. The L2 visa allows the spouse and the children to accompany the L1 worker to the U.S. The EB1C green card category allows the spouse and the children to immigrate and get the green card along with the worker. Children is defined in immigration law. Not only is it, well, maybe I should say it differently, I apologize. Let's start with the idea that children are under the age of 21 and unmarried. Okay. So, what if my child is 20? Oh, they can get the L1, but their L1 will expire on their 21st birthday. So if you want them to be able to continue to stay in the U.S., you can't rely on the L2 anymore. Okay. If the EB1C can be filed with the government before the 21st birthday, this will lock in the benefit for the child. So now think about it. Most of the people I work with have the idea, they'll hire me to form a new company in the U.S., we'll get the L1 visa for them to come to the U.S., they'll work at growing that business for the next 12 months, and then they'll be able to do the EB1C. If their child is 20 years old, if their child's birthday is sometime in the next, 12 months, there's not going to be enough time for them. Okay. So these are people who really want to have a business in the U.S. that can act as a sponsor for EB1C faster. So the anecdote I have for you, one case that I'm doing right now for a man in Vietnam, two of his children are going to school in the U.S., one of the child is still in Vietnam with him and his wife. The older children are F1 students. Okay. His idea is, yes, he's going to start a new business that will allow he and his wife to come to the U.S., but we're already in negotiations for his Vietnam company to acquire an existing U.S. business. And before he acquires it, he's working with me on due diligence to collect from them all of the documents that would prove for the last 12 months they've been continuously doing business.
we have the idea that he, his wife, and the youngest child will arrive in the U.S. with the L visa. But if we close out the deal quickly enough, then we anticipate that we will file for the EB1C and permanent residence, not only for the L1 and the L2 wife and child, but the F1 children, because they're already in the U.S. legally, they'll also be able to apply for permanent residence. And the fact that one of the children will have a birthday within the next 12 months won't be a problem, because we'll be able to file before the 21st birthday. Nãy giờ ông nói rất nhiều thông tin cho thấy là cái bộ nhận đề bày dày kinh nghiệm của ông. Ông nói là bệnh nào, trong trường hợp nào ông cũng có thể giải quyết được luôn cả vấn đề. Là nếu mà chúng ta cũng biết đó, là chẳng hạn như là cái L1 đó, là chúng ta sẽ con cái đi theo đó, những người mà chính đơn. Người chính đơn là L1, còn người mà đi theo kèm theo cái loại là L2, chẳng hạn như bố mẹ sẽ là người chính đơn, đứng đơn chính thì sẽ là L1, còn con cái sẽ là L2, dưới 21 tuổi thì được đi theo bố mẹ. Nhưng mà ông nói chẳng hạn như bây giờ đó, là khi mà chúng ta xin cái thẻ xanh, khi mà qua tới Mỹ là chúng ta xin cái thẻ xanh, miễn con mình nó trước 21 tuổi thì là mình có thể xin cho nó cái thẻ xanh. Ông nói là khi ngồi nói chuyện với bố mẹ là mục tiêu của quý vị muốn đến Mỹ để làm gì, thì hầu như là ông nói đa số đều nói là muốn cho con cái chúng tôi đi học, và sau này để cho nó muốn thì nó có thể ở lại nó làm, vân vân. Thì ông nói đều giống nhau, cho nên thành ra hay hỏi về vấn đề tuổi tác của con cái. Nếu con cái mình dưới 21 tuổi thì không có vấn đề, nhưng có những đứa nó đang ở ngay cái tuổi gần 21 thì ông cũng có những cái trường học mà ông nói ông đang làm để hỗ trợ những cái gia đình đấy, để và chúng ta nó gọi là khóa cái tuổi lại. Chẳng hạn như khi chúng ta nộp đơn vào và cái đang nó trước 21 tuổi, có thể một vài tháng sau nó 21 tuổi thì chính phủ Mỹ sẽ áp dụng lúc mà cái thời gian mình nộp đơn là nó dưới 21 thì sẽ áp dụng vô được. Thì ở trong cái trường hợp đấy ông nói ông cũng đã làm, đã giải quyết giúp cho một số thân chủ. Cho nên quý vị nào mà đang hứng thú về cái chuyện L1 này, gọi ngay cho Mr. Coy 0814-762-862, 0814-762-862 là số điện thoại của Coy, cho hai cái lĩnh vực mà trong hai cái đề tài ngày hôm nay Dũng may mắn ngồi được với lại luật sư Matthew. Ông có văn phòng tại San Francisco ở trong vùng Bay Area là Bắc Cali, và có văn phòng tại Việt Nam, 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng ta nãy giờ nói chuyện Dũng một câu hỏi, nhưng mà ông làm việc rất có tâm, ông không giống như những người luật sư khác là ông trả lời đơn giản yes no, ông trả lời rất tận tâm. Ông ở Việt Nam, ông đi tới đi lui nhiều, ông hiểu cái văn hóa người Việt và ông luôn muốn giúp người Việt mình. Cho nên thành ra là chúng ta thấy là một câu hỏi của Dũng ông trả lời rất là nhiều so với những người luật sư mà Dũng đã làm việc trước đây, là họ chỉ trả lời đơn giản yes no. I went into the detail to let our audience, our listener know why every question that I pose to you, you have a tendency of going to detail because you work first based on your knowledge, your experience. You have so much experience, and also you love the Vietnamese culture, the language, and the people. You always try to help the Vietnamese client. So you give out a lot more information, not to overwhelm them, but to let them know that no matter what situation they are, you'll be able to help them. You know, as long as they approach you with the, you know, with the whole story, don't give you, you know, bits and pieces. What you just said is very good. You know, we have the expression, knowledge is power. Yeah. So I have the practice in my business that the clients are always going to be the experts in the facts, in their story. My job is to be an expert in the law, and it's by working together as a team that we can apply the law to their facts. Ông nói đó là quý vị là những người nắm bắt về cái sự thật, còn ông là nắm bắt về luật. Cho nên thành ra khi quý vị ngồi gặp ông, mục tiêu của ông là hỏi quý vị đưa cái sự thật bao nhiêu thì ông mới có thể áp dụng luật Mỹ vào để giúp cho quý vị. Cho nên ông mới nói là những gì Dũng chia sẻ là nãy giờ quý vị thấy là ông nói là đúng với cái tính cách của ông, là ông đưa nhiều thông tin tại vì ông muốn giúp mọi người. Cho nên thành ra khi mà gọi điện thoại cho Khôi thì Khôi, chúng ta thấy là ông có thêm một người trợ lý nữa là người thẩm định hồ sơ là Khôi, để mà hỏi nhiều thông tin, để mà khi mà cái bộ hồ sơ quý vị đưa cho ông là ông biết đúng người ông giúp được.
Hồi xưa người ta lúc những còn ở Việt Nam hay nói thầy ba cầu bông, đi gặp thầy ba cầu bông mà ông chuẩn bệnh cho mình, thì mình có nghĩa là mình phải khai hết, mình cho thầy ba biết nhiều về bệnh thì ông mới hốt đúng thuốc. Thì cái ý của ông nói là vậy, là ông có nhiều thông tin, ông biết về luật, ông có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng mà quý vị phải cho ông biết cái thông tin sự thật, càng nhiều thông tin thì ông càng có thể đo ni đóng dài và chính xác và giúp cho quý vị giải quyết được vấn đề. Đó là những gì ông Matthew nói. Một lần nữa cảm ơn quý vị lắng nghe trong cái chương trình này. Chúng tôi biết là chương trình này nó rất khô khan, cho nên thành ra là chúng tôi biết có nhiều người, có nhiều hoàn cảnh, có nhu cầu, thì chúng tôi không thể nào nói hết chi tiết ở đây. Thì những cái chi tiết riêng, những cái hoàn cảnh riêng thì chúng ta có thể nói chuyện với lại Khôi. Khôi để giúp cho quý vị thẩm định cái hồ sơ trước khi mà Khôi chuyển cái hồ sơ của quý vị cho luật sư Matthew. Một lần nữa, 0814-762-862, 0814-762-862. Thank you so much for the opportunity for being here today. Hopefully next month when I come back, we have more questions for you pertaining to EB3 and also L1. I look forward to it. Thank you. Thank you, my friend. Xin chào quý vị, hẹn quý vị vào những buổi phỏng vấn kỳ tới. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành, tin tưởng, chia sẻ và lắng nghe. Dũng Thay là xin kính chào. Bye bye. We didn't have the fashion.